Mình là Kira Kira, còn đây là Hana. Thì Hana hôm nay là khách mời của kênh YouTube của mình. Thì mình sẽ làm chủ đề là Back to School. Còn 10 ngày nữa đếm ngược, 10 ngày nữa là mình bắt đầu một môi trường mới. Không còn là cô bé ngây thơ ngày nào nữa, mà bây giờ là anh chị lớn trong trường rồi. Wow, ủa mới lớp 10, lớp 3 đó. Bây giờ em suy nghĩ là bây giờ em lên lớp 3 mà lớp 10 em vẫn là em út. Em út, nhưng mà em út chỉ dưới trướng có hai lớp thôi, là lớp 11 với lớp 12. Tại trường em á là trường kiểu gộp cái cấp 2 và cấp 3 rồi. Nhưng nói là ngôi trường mới, nhưng thật ra là nó cũng được trường cũ à. Tại trường mình gộp cấp 2, cấp 3 mình học lại trường cũ của mình thôi, nhưng mà sẽ không còn chung lớp như lại đám bạn học bây giờ. Thật sự rất tiếc, rất buồn. Và năm nay là đặc biệt á, là mỗi năm á mình học từ cấp 1 lên cấp 2 á, là mình học suốt 9 năm. Học sinh của mình là học nhìn đi nhìn lại mỗi những gương mặt đó, là nhìn đi nhìn lại luôn. Tại vì tụi em hơn nửa lớp là toàn là bạn học cũ cấp 1 luôn mà, nên là chả cảm thấy xa lạ gì hết, cho nên mình cũng không mất đi cái cảm giác mà kiểu mình sẽ đến một môi trường mới hoàn toàn á. Nhưng mà lần này thì thật sự là môi trường mới rồi mọi người, không còn gặp lại những người bạn cũ nữa. Tại vì bây giờ nó không chỉ là sở thích, nó không chỉ là mình muốn vô trường nào, mình muốn học lớp nào, mà mình phải theo điểm, theo tuyến, rồi theo tùm lum tùm la hết, và theo cái ban mà mình chọn nữa. Cho nên là bây giờ mỗi người một nơi rồi, không còn chung lớp. Bây giờ em mới gọi chị là con nhộng hôm nay nha. Tại sao? Vì giống. Tính ra bây giờ đúng nóng luôn á. À, có là tại vì nhà Kira nãy nóng, xong cái Kira bật nhiệt độ lên, xong giờ mình thấy lạnh quá trời. Cho nên là có thể mình sẽ nói chuyện với các bạn trong cái bộ dạng nhìn như thế này, nhưng mà mình thấy cũng rất là dễ thương đúng không? Ghê. Ok, giờ em muốn nói chuyện với các bạn gì nè? Chia sẻ những cái kỷ niệm mà đã trôi qua hả? Bây giờ em nghĩ là em sẽ kiểu chia từng khúc á, sẽ có những câu hỏi để cho nó có cụ thể. Thì bây giờ câu hỏi đầu tiên của mình sẽ là em hỏi ai trả lời? Hai đứa mình cùng trả lời. Okay. Một câu hỏi. Vậy nó có chị là khách mời á. Okay. Để chị ngồi đây, chị làm con nhộng, cosplay con nhộng đó. Để coi câu hỏi đầu tiên là có một cái ký ức nào mà chị muốn đáng để quên nhất ở trong thời kỳ đi học của chị không? Kể cả cấp 1, cấp 2, cấp 3, chị nhớ gì? Chị không biết là nó không có hay là chị không nhớ. Nhưng mà giờ kêu trả lời nhưng không nhớ gì. Đúng rồi, tự nhiên chứ giờ cơ hay là em biết có cái đó xong vậy em mới đặt không? Có cho em có trả lời em đặt sẵn câu hỏi. Không, em tự nhiên câu hỏi đó nghĩ ra trong đầu anh thôi, chứ em thật sự em không soạn gì hết á. Còn đối với em hả? Em như nào? Hay trong đó em trả lời chị nghĩ đi. Ok. Em thì mấy lần mà đi diễn văn nghệ trước trường ấy, tại vì trong đầu mình nghĩ á, lúc đó không hiểu sao trong đầu em nghĩ như thế này nè. Mặc dù là mình đi diễn chuyên nghiệp với nhóm rồi đó, nhưng mà nếu mình lên mình thể hiện cái thái độ mà kiểu mình vẫn còn rụt rè nhút nhát á, thì mọi người sẽ nghĩ là ừ con bé này nó đáng yêu. Nhưng mà thực chất mình coi lại video mình thấy mình đúng tào lao luôn, mình đứng kiểu mình nhìn, nói chung nhìn mình kỳ cục lắm luôn ấy. Mấy lần mà mình hát ở trên trường mình ấy, mình không hiểu sao cái thái độ của mình, mọi thứ mình làm ấy, nó khiến cho mình không ưa mình nổi luôn á. Nên là mình cảm thấy cái đó nó kỳ quá. Bây giờ bất cứ cái video nào trong trường của mình mà bị leak ra, mình cảm thấy vô cùng xấu hổ. Là cái hồi mà nhớ nhóm mình diễn ở trường có chị không? Hình như không có. Chị biết là hôm đó kiểu âm thanh của trường kiểu hơi bị trục trặc hết, nên là tụi em hát nghe vậy chứ. Nó hơi phèo một xíu, nhưng mà thật ra đó cũng là một kỷ niệm đáng nhớ trong trường. Tại vì thực ra từ khi mà mình vào Sài Gòn mình học là năm lớp 9, là bắt đầu từ đó trở đi hầu như là cái chuyện đi đến trường của chị nó không có còn nhiều kỷ niệm như ngày xưa. Chị còn ở ngoài quê nữa. Ngày xưa ngoài quê thì đi học rất là vui, là đi học kiểu chị toàn đi xe đạp không mà, xong rồi kiểu bạn bè đi chung với nhau, nói chung nó là một cái kiểu khác. Từ khi mà chị vào Sài Gòn nó lại là một cái kiểu khác. Khi mà chị vào Sài Gòn thì chủ yếu là chị tới trường chị học xong rồi đó chị đi về thôi, xong rồi cái chị phải lo cho việc nghệ thuật, chứ chị không có đi chơi hay là không có bất kỳ một cái la cà gì đâu hết, là cứ đi thẳng tới trường xong sau đó là đi về đó. Nên là nó cũng không có kỷ niệm gì nhiều, mà nó cũng không có cái gì mà nhiều cái biến động hay nhiều cái sự việc xảy ra trong lớp trong trường á. Thành ra ở ngoài quê thì chắc là có nhiều, nhưng mà giờ tự nhiên là chẳng nhớ gì. Đúng rồi, thật ý là kêu vui, kỷ niệm vui thì giờ mình kể được, chứ bây giờ kêu chị kỷ niệm mà chị không muốn nhắc tới thì chị không nhớ.
chị có chuyện vui, kỷ niệm vui nào không? Có kỷ niệm vui đó là năm lớp 8 của chị là chị học ở trường trung học cơ sở Quang Trung, là ở ngoài quê ở Ninh Thuận của mình á, là ở trường tên trường chị bị thi luôn hả? Của chị là Quang Trung mà cái năm lớp 8 đó trời biết bao nhiêu kỷ niệm vui luôn á. Cái năm đó thiệt sự là cái năm ý nghĩa nhất và là cái năm mà chị không muốn quên nhất luôn, tại vì cái năm đó lớp chị gọi là đoàn kết mà gọi là có thể đi vào lịch sử của trường luôn á. Đoàn kết lắm, tại vì kiểu như em tưởng tượng nha, một năm học mà lớp chị đứng nhất không à, kiểu như nó sẽ có lớp xếp hạng trong trường á, là kiểu thi đua với nhau xếp hạng á, lớp chị kiểu đoàn kết thương nhau mà thầy cô nào cũng thấy luôn, là kiểu mọi người rất là thắng thích, nam nữ chơi, nhưng thầy cô dạy lớp chị cũng rất là thích nữa, nam cũng rất là quan tâm nữ này nọ, nên là nó có nhiều kỷ niệm vui lắm. Xong rồi còn chơi, mọi người có coi phim, mọi người thấy mấy cái cảnh nó sẽ rất là beauty, kiểu gì nè, mưa rơi nha, mưa rơi xong cả đám đối với chứ chơi đá cầu đá banh rồi thằng trời ơi nó như phim đó, nhưng mà mọi người nghĩ nó không có thiệt đúng không, mà thực ra nó có thiệt, nên là mình vẫn nó đẹp ha, nghe thấy tưởng tượng thấy đẹp đẹp đó. Còn em á thì kiểu kỷ niệm của em á là thật sự là những gì hồi cấp 1 thì em không nhớ nhiều nữa, tại vì nó lâu lắm rồi đó. Bắt đầu lên cấp 2, cấp 3 là kiểu mỗi lần em học lớp nào lại toàn trúng cái lớp giàu á, thì nếu tại em lớp tích hợp là những người bạn đó của em á gia đình đều kiểu điều kiện cứ không khá á, nên là cực kỳ chịu chơi, không bao giờ muốn đi chơi chung với trường. Mỗi lần trường tổ chức tour mà thì phụ huynh tự tổ chức tour đi riêng luôn ở một tuần. Xong hồi năm lớp 5 mà chuyển lên cấp 2 á, là từ cấp 1 chuyển lên cấp 2 là tụi em đi cô tour đi Phan Thiết, là ở qua đêm đốt lửa trại rồi làm mọi thứ ở chung với nhau rồi sao nó vui là vui. Xong lên từ lớp cấp 2 đến cấp 3 tụi em mới quyết định là đi Đà Nẵng, là mới hè đây nè, trời ơi háo hức lắm luôn á. Tụi em còn kiểu khóc khóc là tại vì nghĩ thế nào cũng gặp lại nhau á, không thể nào nghĩ là sẽ xa nhau hết á, chung với nhau tại học với nhau kiểu từ 7-9 năm rồi, trời ơi thì mong chờ có muốn đi Đà Nẵng, xét lịch rủ nhau đi mua đồ rồi hẹn kèo tùm lum đùng cái dịp rất buồn luôn mọi người. Xong lúc trước á mình xong tiền sau này mình coi, mình lướt Facebook mình coi mấy cái clip trên mạng mọi người ôm nhau khóc mà kiểu cuối năm á, xong mình nghĩ lại ủa sao lúc đó mình không khóc ta, xong thấy đứa nào lớp mình khóc thì không lên lớp mình nó vô cảm đến vậy. Xong giờ sau khi mà hủy cái lịch đi Đà Nẵng thì tôi muốn khóc đến nơi luôn, thật sự là mình rất nhớ mọi người, tại vì lúc đó mọi người đều mang tâm lý là sẽ gặp lại nhau á, cho nên không ai cảm thấy kiểu phải buồn hết á. Mà bây giờ thì mỗi người một nơi rồi, không có được đi đâu chơi chung với dịch rồi mọi thứ. Covid lần này thật sự làm mình tổn thương rất là nhiều. Nói chứ nhóm mình cũng có một cái kèo mà đi Đà Lạt cũng bị hủy luôn. Ờ đúng rồi. Với lại chỉ có một cái kỷ niệm mà nó sẽ rất là buồn cười như thế này, là nó giống như chị cảm giác nó giống như một cái lời nguyền vậy đó, mặc dù nó không liên quan gì bạn bè, nó liên quan về câu chuyện của gia đình chị và nhà trường. Đó là ngày xưa chị học cấp 1 thì giống như là ba chị em của chị, và chị có ba chị em, thì ba chị em của chị đều là kiểu như cây văn nghệ của trường á. Ngày xưa là mấy chị của chị lúc mà đi thi á, đi thi kiểu đi huyện, đi thi hát ở huyện hơi tỉnh á, là lúc nào cũng có giải hết trơn á, mà chị là được cái cô kiểu như cô văn nghệ, cô đó gọi là người ta gọi là gì ta, kiểu như trong về mảng văn nghệ ở trường á, là cũng thích chị, cũng khen chị hát hay này nọ nên cũng cho chị đi thi, mà chị đi với cái chị của chị đi thi hoài à, mà hai chị của chị lúc nào cũng được giải, của mình chị không được giải nha, mà chị kiểu ý là mình đi thi mà mình cứ rớt chị hoài á, thấy buồn đến mức mà mình cũng không muốn đi thi nữa. Lớp 1 rớt, lớp 2 rớt, lớp 3 rớt, lớp 4 rớt, mà đi thi từ huyện tới tỉnh, đi thi tùm lum mà không có một cái gì đậu luôn. Tới năm lớp 5 mọi người biết là năm nay đậu rồi kìa, thường câu chuyện nó sẽ kể vậy đúng không, mọi người biết năm nay đậu đúng không, thì lại như là kiểu như ấy là vẫn mang cho mình một cái niềm đam mê, cứ đi thi gì đó là đậu rớt thôi, chứ mặc dù cũng hơi nản nhưng vẫn cứ đi thi. Xong rồi cái năm đó mình có một người chị hai, tức là bao nhiêu năm đi thi á thì có rớt cũng có mà không bao giờ được giải cao hơn giải ba, chỉ từ giải ba trở xuống thôi. Thì năm lớp 5 chị mình cũng thi, chị cũng thi đúng cái bài đó luôn, chị cũng thi đúng cái bài đó luôn. Xong chị của chị năm đó là duy nhất, xong chị cũng là duy nhất mà kiểu 4 năm liền chị không đạt được giải nào. Xong chị thi tiết bật tỉnh, chị hát đúng cái bài đó xong chị giải nhất luôn. Yeah. Mà tính ra là phải nhờ công của mẹ chị nha, tại vì á mẹ chị tập cho chị từng cái biểu diễn, nó là cái bài hát, cái lời của nó là con cò, mẹ chị bắt chị phải diễn con cò vậy nè, xong rồi nhóm cái chân lên này nọ kiểu diễn như mấy đứa thiếu kiểu mấy bé thiếu nhi hay diễn á, mà
người ta hẹn mình là 7 giờ có mặt ở đó để thi, 5 giờ mẹ chị kêu chị dậy tập hát. Mà thường thường các bạn thấy là khi mà mình ngủ dậy á, giọng của mình đâu có hát được đâu. Chị hát dở xong mẹ chị chịu quá trời luôn, xong rồi chị tuột nước. Nhưng mà cuối cùng chị vẫn thi được giải nhất. Mà nó không có trao giải ngay hôm đó, mình thi về xong tuần sau sẽ đi lên trao giải. Mà chị không có biết là chị được giải nhất. Ngay cái lúc mà lên sân khấu luôn cũng không biết, người ta kêu mình lên. Ai mà có giải á, thì hôm đó mới được đi, còn những đứa không có giải là sẽ không được đi. Chị được kêu đi, em đó là chị biết chị có giải rồi nha. Chị lên tận cái sân khấu luôn, tự nhiên tới lớp của chị người ta kêu xin chúc mừng Nguyễn Thị Diệu Hân đã đạt giải micro tắt tiếng. Đây là micro tắt tiếng. Xong cái người ta đưa bằng khen cho chị đâu có biết chị nhận giải gì đâu. Xong rồi cứ trao hết một loạt chị đó, chị đi xuống nhìn bằng khen chị nhất, chị không biết chị giải nhất luôn. Chị kêu trời mình giải nhất hả? Xuống dưới chị mới kêu trời mình giải nhất hả? Xong cái mẹ chị mà mẹ chị nghe nha, tại vì mẹ chị nhìn ở dưới nhìn được cái vòng họng người ta phát người ta chuyển động á, còn chị đâu biết đâu. Chị giải nhất hỏi xong chị về, chị vui quá trời, vui một mấy ngày liền luôn. Mà kiểu cảm giác như mình đã mang được cái niềm tự hào và mình đã đạt được một cái gì đó vô cùng to lớn. Xong chị đăng ký thi The Voice tiếp. Vui quá. Các bạn mọi người nhớ like, share và subscribe cái video tuy đơn giản nhưng mà bổ ích này của mình nha. Bye bye.